Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với bản tin buổi tối của ngày hôm nay. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Đức lên án Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đàn áp các ký giả. Tai nạn phi cơ thảm khốc khiến 157 người thiệt mạng tại Ethiopia. Hàng ngàn người biểu tình phản đối Tổng thống Algeria tại thủ đô Paris của Pháp Quốc. Tổng thống Donald Trump đã trở lại thủ đô Washington DC. Tai nạn rớt máy bay Ethiopia gây lo ngại về sự an toàn của phi cơ Boeing 737 MAX 8. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Đức đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đàn áp các ký giả. Có đến 2 ký giả người Đức đã buộc phải rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3 sau khi chính quyền Ankara bác bỏ giấy phép hành nghề của họ. Vụ việc này đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải nhiều chỉ trích từ phía Bộ Ngoại giao của Đức Quốc, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa cả hai bên. Sự ra đi của nhà báo George Brace, cộng tác viên của đài truyền hình GDF, và Thomas Seibert, người đang làm việc cho tòa soạn Tagesspiegel, diễn ra chỉ một ngày sau khi Đức ban hành lệnh cảnh báo kêu gọi các công dân đang sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ nên rất cẩn thận để tránh việc bị bắt giam nếu như bày tỏ chủ trương đi ngược lại với chính quyền sở tại. Ngoài ra, vào thứ Bảy ngày 9 tháng 3, Đức còn khuyên các cư dân tránh du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi giải quyết xong các mối bất hòa. Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã giảm đi một cách đáng kể vào tháng 9 năm ngoái sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chính thức công du sang quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu này. Tai nạn phi cơ khiến 157 người thiệt mạng tại Ethiopia. Một chiếc phi cơ dân sự thuộc hãng hàng không Ethiopia Airlines vốn đang trên không trình tới thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ gặp nạn và rơi xuống mặt đất chỉ vài phút đồng hồ sau khi khởi hành, khiến cho toàn bộ 157 người trên máy bay bị thiệt mạng, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn của dòng phi cơ Boeing 737 MAX 8, vì năm ngoái cũng đã xảy ra tai nạn hàng không tương tự tại Indonesia. Trước khi bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 8 giờ 44 phút sáng, phi cơ mang số hiệu ET-302 đã bị rơi xuống thị trấn Bissofu, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 38 dặm về phía đông nam. Và lúc bấy giờ, máy bay đang chở theo 8 thành viên phi hành đoàn và 149 hành khách. Vụ việc đã làm đình trệ mọi sinh hoạt tại hai phi trường lớn Addis Ababa và Nairobi. Hầu hết các nạn nhân đều là du khách ngoại quốc từ 30 quốc gia như Kenya, Ethiopia, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Trung Quốc, Ai Cập, Thụy Điển, Anh Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Áo, Nga, Maroc, Tây Ban Nha và Israel. Hàng ngàn người biểu tình phản đối Tổng thống Algeria tại thủ đô Paris của Pháp Quốc. Hàng ngàn người gốc Algeria sinh sống và làm việc tại thủ đô Paris của Pháp đã cùng nhau xuống đường biểu tình vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3 nhằm kêu gọi đương kim Tổng thống Abdelaziz Bouteflika để từ chức, trong bối cảnh nhân vật này đang bị cáo buộc bám víu vào quyền lực sau hơn 2 thập niên cầm quyền. Truyền thông địa phương dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết có gần 10.000 người đã quy tụ về công trường Place de la République ở Meudon, Paris nhằm phản đối việc ông Bouteflika sắp sửa ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Pháp hiện đang là nơi sinh sống của khoảng 4 triệu người gốc Algeria. Trong suốt thời gian qua, chính quyền Paris đã luôn vô cùng thận trọng để tránh bị cáo buộc can thiệp quá sâu vào nội bộ. Sau 2 tuần lễ kiểm tra sức khỏe ở tại Thụy Sĩ, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika nay đã trở về nhà. Ngoài việc chống đối ông Bouteflika, đám đông còn mạnh mẽ lên án tình trạng thất nghiệp và tham nhũng tăng vọt, vốn được xem là hậu quả do nền kinh tế suy thoái gây ra. Thưa quý vị, hai người phụ nữ người Bỉ từng gia nhập vào nhóm quốc gia Hồi giáo ISIS rất mong muốn trở về quê nhà. Hai người phụ nữ người bản xứ từng sang Trung Đông gia nhập vào nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS vào hồi cuối tuần vừa qua cho biết họ đang mất dần hy vọng được quay trở về cố quốc sau khi một tòa án ở Bỉ chính thức dỡ bỏ đạo luật cho phép nhóm người này cùng 6 đứa con hồi hương. Tatiana và Botra, 26 tuổi, nói rằng cuộc đời của họ coi như vứt bỏ và hiện chỉ muốn những đứa con có được một tương lai tươi sáng hơn. Vấn đề hồi hương, các chiến binh từng gia nhập vào phe ISIS trong suốt thời gian vừa qua đã gây nên nhiều tranh cãi ở Bỉ cũng như những quốc gia khác trong khu vực Âu Châu.
Vào năm ngoái, một vị thẩm phán tại Brussels đã cho phép Tatiana và Butra cùng những đứa con quay trở về nước. Tuy nhiên, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các cư dân. Nguyên nhân được cho là vì có liên quan mật thiết với các phần tử khủng bố và họ có thể sẽ đứng ra tiến hành thêm các cuộc tấn công đẫm máu trên lãnh thổ quốc gia này. Lực lượng an ninh bắt giữ những người đi hôi của tại thủ đô Caracas của Venezuela. Nhiều cư dân bản xứ đã xông vào hôi của một khu chợ sầm uất tọa lạc tại mặt đông nam thủ đô Caracas của Venezuela vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3, trong bối cảnh mà tình trạng cúp điện toàn phần nay đã chính thức bước sang ngày thứ tư. Ngay cả một cơ sở thương mại chuyên bán những chiếc ghế nhựa cũng đã trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc bạo loạn này. Giới chức trách lực lượng vệ binh quốc gia ước tính có hơn 40 người đã bị bắt giữ và đang có nguy cơ phải đối mặt với tội danh kích động bạo lực do họ cảm thấy quá bất mãn đối với tình trạng lạm phát và tham nhũng đang hoành hành trong xã hội hiện nay. Rất nhiều trường học và cơ sở thương mại đã buộc phải ngừng hoạt động vì cúp điện. Hiện vẫn chưa rõ liệu tình trạng này sẽ kéo dài trong vòng bao nhiêu ngày. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hiện đang bị cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, gây sức ép từ chức nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử tự do và minh bạch hơn. Cựu tổng thống vùng Catalan Carles Puigdemont sẽ tranh cử vào Quốc hội Âu Châu. Cựu tổng thống Catalan Carles Puigdemont, người đang sống trong cảnh lưu vong tại Bỉ, theo dự trù sẽ trở thành ứng cử viên tham gia chạy đua vào Quốc hội Âu Châu, đại diện cho đảng chính trị Junts per Catalunya. Được biết sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý năm 2017, Tây Ban Nha đã tuyên bố toàn quyền cai trị vùng lãnh thổ Catalan, buộc ông Puigdemont cùng nhiều giới chức cấp cao trong chính phủ phải ra ngoại quốc ẩn náu. Có đến 7 nhà lãnh đạo ly khai đến từ tỉnh Catalan đã bị dẫn độ sang thủ đô Madrid để xét xử vì vai trò của họ trong cuộc đấu tranh đòi quyền độc lập. Bản thân ông Puigdemont cũng đã bị kết án 25 năm tù giam vì tội tổ chức bầu cử hợp pháp, khơi mào nên phong trào biểu tình bạo động làm đe dọa tới tình trạng an ninh tại Tây Ban Nha. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết một trong hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong Nam nay đã được trả tự do. Người phụ nữ mang quốc tịch Indonesia vốn từng bị cáo buộc tội danh đầu độc ông Kim Jong Nam, tức người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, đã vừa được tòa án Malaysia xóa bỏ tội trạng, đồng thời được phép quay trở về quê nhà tại thủ đô Jakarta vào thứ Hai ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, đồng phạm của nhân vật này là cô Đoàn Thị Hương 30 tuổi đến từ Việt Nam vẫn chưa được tha bổng. Ngay sau khi rời khỏi trại giam, City Asia đã gửi lời tri ân Tổng thống Joko Widodo, người đã luôn nỗ lực đấu tranh kêu gọi Malaysia trả tự do cho cô. Đoàn Thị Hương và City Asia trước đây từng phải đối mặt với án tử hình vì tội dùng chất độc thần kinh để ám sát ông Kim Jong Nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Các luật sư cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị vì kẻ chủ mưu là những nhân vật có liên quan tới tòa đại sứ Bắc Hàn tại Malaysia, trong khi hai phụ nữ này chỉ là người thế mạng. Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol hiện đang truy nã 4 nghi phạm người Bắc Hàn còn đang tại đảo. Giới lãnh đạo Bình Nhưỡng suốt thời gian qua đã bác bỏ việc quốc gia này có liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán.